Đấy các mẹ ạ, nỗi buồn của các ông bố bà mẹ ấy, không chỉ là cơm áo gạo tiền mà còn lo tặng món quà gì cho đứa con trai quý tử mới đỗ đại học nữa cơ. Đau đầu lắm. Hello mẹ. Thằng này, mày định lộ xào à? Thì bay vào người vào đây nhá, con sẽ bay kiểu view. Có sợ sập ghế không nhỉ? Thôi, lên đây ngồi đi, mẹ có chuyện cần nói. Thôi, con không muốn nghe đâu. Con vừa vào được Vật Vờ Studio mẹ hiểu không? Một cái trường đại học xịn sò mà nhất nhì cái Hà Nội này. Mà bây giờ cũng vào cũng cần hành trang đi học đâu đó như kiểu. À, hành trang đi học thì mẹ đã nghĩ sắm cho con bộ compa eke đầy đủ luôn. Cặp sách, ba lô, sách vở không thiếu thứ gì. Con hành trang cái đấy làm gì? Cái đấy chỉ dành cho bọn cấp 2 thôi. Nhưng đây ấy, là con vào hành trang của đại học mày hiểu không? Con sẽ cần những cái hành trang rất xịn sò kiểu SH nè, iPhone X nè, PC 50 củ nè. Trời ơi, SH thì nhà có rồi, lấy của bố ấy mà chả biết bố con là ai. Còn PC ấy, thì đến văn phòng Vật Vờ Studio mỗi ngày trông một tí đi. Hôm nay con lấy con chuột, ngày mai con lấy cái màn hình rồi là lấy RAM đấy, con bề hết về cho mẹ. Thương mẹ quá, mẹ có không biết bố con là ai. Thôi không sao cả. Mẹ nghĩ ra rồi, thực ra là mẹ định mua cho mẹ một cái iPad Pro. Nhưng mà con thì thôi, tiện thì mẹ tra giá ở Xephonet ấy. Có cái con iPad 9.7 con ạ. Mà phiên bản cũ năm 2017 nhá, có mỗi 6.690.000 hay sao ấy. Link thì con có thể xem ở dưới video này. Đấy con thấy sao? Xịn sò luôn, vừa giải trí để vừa đi học các kiểu. Bây giờ con muốn gì, nhu cầu như nào nói đi, mẹ chỉ cho mà nghe. Thế iPad dù có dùng để học đâu, mẹ xạo không à? Cái này thì tại sao con lại bảo là không học hành được nhỉ? Bây giờ app free ở trên App Store đầy ra, tải về Word này, Excel rồi là PowerPoint. Trường hợp nào mà con quên vở ấy, con lấy cái này ra, con mở nốt ra, con check nốt lại. Xịn không? Cầm cái iPad cũng không giống thằng vô học lắm nhỉ? iPad thì liên quan gì đến việc con có sắp có người yêu nào? Bây giờ mua iPhone X nó còn xịn sò khoe với người yêu kiểu anh iPhone X nha, yêu anh đi. Eo ơi, trông đầu to này mà não ngắn thật con ạ. Mẹ đã bảo nó vừa học tập vừa giải trí rồi, bây giờ con có màn hình to như thế này, 9.7 inch. Con rủ người yêu vào chỗ nào đấy mát mẻ, xong rồi hai đứa bật phim cho nhau xem ở trên cái iPad này. Chưa kể nhá, mua thêm một cái chuyển đổi từ Lightning, đấy, cắm HDMI lên TV. Ôi dồi ôi, xem phim phải gọi là mượt luôn, màn hình to nhá, có phim ở đây thoải mái. Nhưng mà giờ con chưa có người yêu thì mua iPad về con ôm mẹ xem phim nhá. Ôm cái gì? Này này, nói cho mà nghe, bây giờ chưa có người yêu á, thì tập Liên Quân đi gánh mẹ. Ờ đấy, nói Liên Quân, bây giờ mẹ nhìn con này, con là một streamer, con là một YouTuber rồi. Con cần phải chơi những tựa game thôi mobile, mẹ hiểu không? Sao mẹ cứ nhảy mồm quá nhỉ? Bây giờ CF Legend này, BBG này, Liên Quân này đấy. Những cái tựa game nó đòi hỏi. Cái này á, đáp ứng được hết, nó sở hữu con chip gì biết không? Apple A9 mà lại còn 2GB RAM, chiến được tất cả mọi game PUBG này, Blablo này, Liên Quân các kiểu ấy. Blablo game gì vậy? Gắt thế. À mẹ còn một cái này nữa giới thiệu cho con ạ. Đó chính là nếu như mà đường truyền của con ấy, đường truyền mạng mà không ổn định, con cài luôn sim 4G, cái này có hỗ trợ 4G luôn, rất là xịn. Chơi nhỉ? Bằng 4G mang thoải mái. 4G hay hơn. Ờ, nhưng mà thôi, con này chắc làm nào bằng con laptop, pin chắc hẹo tí thì hết. Nhưng mà rồi ôi, pin con này hơn 8.000 mà con lo gì? Thần hơn cái con iPhone X ý. Mua cho cái con iPhone X xong rồi chơi game nóng hết cả máy, sụt pin như tụt quần, được chưa? Hơn 8.000 gấp mấy lần đấy. Đấy các mẹ ạ, khổ thế đấy, con đỗ đại học xong rồi là phải nghĩ ra mua cho nó cái gì mà được. Đứa thì nó cũng được voi đòi tiền, xong lại còn hiểu biết về công nghệ nữa, nên là mình cứ phải giải thích mỏi hết cả mồm. Đại khái là hiện tại ở Xephonet thì đang bán iPad 9.7 đời 2017 giá cực kỳ thơm, có hơn 6 triệu thôi. Cụ thể các mẹ nào mà cũng có nhu cầu mua iPad để sắm sửa cho con hoặc cho bản thân mình thì có thể tham khảo đường link phía dưới nhé. Thôi đi chơi Liên Quân đây.